Trận đấu thứ hai được bắt đầu. Vâng, trên màn hình của chúng ta là lại là Hitty của game thủ Defeat. Vâng, hai trận đấu liền ở một trận đấu chạm hai vòng bảng gặp Bang Siêu Nhân thì Defeat đều được cầm Hitty trong cánh rất lộc lá. Vâng, còn đây là game thủ FC Barcelona Admin cầm Egypt trong cánh nữa, đẹp rồi, đều đã tìm thấy quả. Còn đây là Roman. Vâng, chúng ta lại được theo dõi Lưu Hương BG một trận nữa. Hy vọng rằng đại sân chứa ở nhà có thể nghe tiếng hô của Đức Tư Kim và sau đó là chiều nay cho thêm tư kim bằng một cầu nhận. Chúng ta cùng đến với màn hình. Vâng, đây là Roma ngoài cánh trong cánh của tuyển thủ như VG, đó chính là màu năm đi mút cầm hít đi. Vâng, đây là trận đấu ở bên Lan Tiên Hô gặp Tiên Hô. Chúng ta quay trở lại ngay. Còn đây, đây là màu 6 SC. Rất giàu có, các bạn thấy có 2 bãi bảo phụ. Trận này có 2 bãi bảo phụ, đã nhìn thấy rồi. Còn đây là Defeat, vâng, cũng đã có bảo phụ của có bãi như. Có vẻ như FC Barcelona đánh thì hay và bài rất đẹp. Ứng cử viên nặng tính nhất của vô địch gần như chính là FC Barcelona. Do tâm lửa ập của FC Barcelona, các bạn có thể thấy FC Barcelona đã vâng cho tất cả Real Madrid và cả MU sắp mặt. Chúng ta cùng quay trở lại với màn hình của Lưu Hương. Có vẻ như Lưu Hương là người nghèo nhất, còn hai nhà trong cánh của anh đó chính là Hitty. Hitty rất giàu có, thế khi hai quả phụ còn Hitty cũng đã có quả phụ và có nhiều phụ luôn. Lúc này Lưu Hương mới chỉ có một cái lưu về nhà bắt đầu mang hơn đi đập lô. Hôm nay thì bạn mua bán sinh ăn là chuẩn rồi, chưa các bạn có thể đánh tiền thôi. Vâng, một phong cách rất Trung Quốc của game thủ Lưu Hương khá đông với chiến tướng. Vâng, chưa trúng vô. À vâng, đây rồi, đã thấy bóng một bãi hiêu. Như thế này thì điều cần thiết hơn là phải có thêm một bãi bảo thủ nữa. Vâng, hai bãi hiêu rồi nhưng nông dân của anh vẫn tiếp tục đánh vô. Thấy bóng của hai bãi hiêu nhưng mà chỉ có ăn một, vâng, quyết định là cho ăn cả hai. Đồng thời đây này cờ bạc cũng xảy ra liên tiếp. Vâng, điểm số của game thủ Isa, Rogan, Thomas, Malamas, Rogan, Thomas, Rogan, Thomas, Malamas, Thomas, Malamas,
Thomas. 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 Yuri. Donna E. Isa. Thomas. 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 Donna E. Thomas. 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 Oklahoma. Thomas. Thomas. Vâng, như vậy là còn lâu thì game thủ Lưu Hương VG mới có thể kích được vào. Vâng, như vậy là tình trạng sẽ xảy ra ở nhà anh ngay sau đây thôi. Nếu mà anh ấy gặp quá nhiều khó khăn, chúng ta hãy cùng chuyển sang máy vâng của anh Dupit để xem Dupit thế này tấn công như thế nào một trận trong cánh. Kích cột của team FC Barcelona. Thomas. 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 Vâng, như vậy là đây là màn hình của game thủ Defeat thuộc team FC Barcelona. Anh đánh Hitty trong cánh và đánh với 28 dân. Vâng, là đá có màn hình của game thủ cầm Egypt. Vâng, cũng 28 dân, nhà quá giàu có, đã bắt đầu công cung tê. Vâng, với hai nhà cung trong cánh như thế này thì chắc chắn bang siêu nhân sẽ gặp quá nhiều khó khăn rồi. Vâng, bang hội siêu nhân. Trận này thì nhà game thủ Defeat cũng có hai bão quả phụ. Vâng, một Egypt, một Hitty đều có hưu và có hai bão quả phụ như thế này, lực quá khỏe. Thằng nào mà các anh đánh với rất nhiều dân, 28 dân. Vâng, lên đời xong, kích ngay bánh xe. Đã bây giờ đang chuyển sang chế độ vừa ăn quả vừa cây ruộng. Mấy nhà BA đây? Tôi nghĩ rằng nếu mà với một lực khỏe này, anh hoàn toàn để sóc đều 5 nhà BA. Vâng, sóc 7 tơn đi chim sẻ đến nắng chiều qua và sau đó hạ gục đối thủ. Vâng, 5 BA. Vâng, cái địa điểm đặt BA thứ 5 đó là địa điểm để đóng ruộng, như anh lại hơi sai lầm. Anh đặt ngay chiếc BA đó. Vâng, bơm đồ cho Max C. Vâng, bơm đồ cho game thủ đen. Vâng, FC Barcelona đen. Nhưng bây giờ thì anh đã rất chủ quan, không xin cung tê. Lúc này thì một dân của anh đã nằm xuống. Không kịp rồi, có kịp xây không? Có bánh xe. Vâng, có bánh xe là tốt rồi, xem một dân không sao. Anh đã kịp xin ra khá nhiều dân ở nhà chính nhà mình rồi. Vâng, có cung tê nhưng mà giấu ở một địa điểm khác. Tôi không nhìn thấy con cung tê đó, bây giờ nó mới xuất hiện. Vâng, con ngựa giò đối đầu với cung tê ít, ai sẽ là người giành chiến thắng? Tôi thấy, vâng, cả con cung tê đã chết rồi, không biết ngựa giò đã xuất hiện chưa. Lúc này thì 5 con cung đầu tiên thì game thủ Defeat đang tạm thời để ở nhà. Rất từ tốn và chậm rãi, timeline tăng dần đều. Vâng, timeline của game thủ Defeat lúc này đang là 50/52. Vâng, khá từ tốn và chậm rãi. Nhưng mà nhà anh thì mới chỉ có một con ngựa giò lao vào thôi. Đã đẩy quân lên nhà của game thủ Roman. Bơm tất tay cho game thủ FC Barcelona đen để có thể đâm y. Vâng, một chiến thuật rất hợp lý thôi. Có Max C một quân gây đột biến cao nhất trong đánh AOE tập thể. Max C và Dummy tốt thì hoàn toàn là chiến thắng nhẹ nhàng, chỉ việc ở nhà ngồi sóc dân như game thủ Defeat đang làm thôi. Đóng BC rồi. Vâng, phút 19 đóng BC, anh đánh như Seng. Mỗi tội timeline thì không bằng được Seng thôi. Timeline bây giờ chỉ là 56/60, trong khi nếu phút 19 để đóng BC thì timeline của Seng phải lên 7x. Nếu như chưa đánh nhau như thế này, chưa có hiện tượng gì xảy ra. Vâng, bắt đầu lao vào nhà của game thủ màu vàng ES. Vâng, ở nhà đang có khách. Bin Kiên đang hổ báo lao vào nhưng lại quay ra. Tôi không hiểu tại sao bên kia lại quay ra. Và ở một góc khác thì lúc này ngựa chém của game thủ gà đã bắt đầu lao vào nhà của game thủ Defeat rồi. Vâng, nhà E có bị nổ không? Vâng, anh không để ý chỗ nhà bên E bo, không biết có kịp hay không đây. Vâng, nổ rồi. Lúc này thì cả ngựa chém, tôi đã nhìn thấy cả ngựa màu vàng của game thủ ES đang lao xuống nhà của game thủ Defeat. Tham của anh đang tụt xuống còn 55/60, ngựa chưa hề có giáp, bắn xa mới chỉ là một. Vâng, vẩy e ken ruộng thôi. Chuẩn rồi.
Lúc này thì toàn bộ số quân của anh đi công nhà màu vàng đã bị nằm xuống. Vâng, chiến sự đang rất bình yên nhưng tự nhiên nhà của anh đang gặp một biến cố lớn. Tôi sẽ cùng đá sang màn hình của Egypt xem Egypt như thế nào rồi. Vâng, Egypt tham 59/84. Còn đây là Roman, Roman tham 32/44. Chúng ta trở lại màn hình của Hitty. Tham đã tụt một cách thảm hại, lúc này chỉ còn có 39/72 thôi. Bị hai nhà công vào, đó là nhà màu vàng của gà. Xin lỗi các bạn, nhà màu 2 của gà và nhà màu vàng của game thủ S bên bang siêu nhân. Vâng, bang siêu nhân hội. Ngày xưa thì tôi còn nhớ khi bang siêu nhân lập ra thì Tuti cũng là một thành viên của bang siêu nhân. Vâng, ngày đó thì còn có bang công thành của bé yêu. Vâng, tất cả các bang siêu nhân cũng như các bang hội khác không thể nào công được vào bang hội công thành của game thủ bé yêu. Vâng, chỉ bởi vì bé yêu là nghệ sĩ vẽ thành hay nhất thời điểm đó. Còn bây giờ thì đã khác nhiều rồi. Bây giờ thì có quá nhiều nghệ sĩ vẽ thành, ví dụ như là Tiểu Bạch Long anh cũng đã học hội họa xong rồi. Cả Biên Kiên, vâng lúc này thì Biên Kiên đang hổ báo lao vào, vâng tranh máu ăn phần cùng với các đồng đội của mình trong bang siêu nhân. Lạc đà gì đây? Phải chăng là Pan? Vâng, bây giờ thì Defeat đã đang gặp quá nhiều khó khăn nhưng đồng đội của anh không thấy đâu. Vâng, rất nhiều nông dân của game thủ đi fit đã nằm xuống. Lúc này thì anh vẫn đang chống đỡ ba nhà Binh Kiên màu, vâng Binh Kiên màu 4, gà màu 2 và SS là màu 3. Liên tiếp công vào, tham của anh đang giữ ổn định ở 4x. Nông dân thì đã chết khá nhiều rồi, chỉ còn một đạo cung to. Lúc này thì lạc đà của Binh Kiên đang hổ báo lao vào. Vâng, đã lên được giáp 4 rồi, có vẻ như đồng đội bơm vàng cho anh ở lên giáp 4 chống lại những con chém của Binh Kiên cũng như là những con chém của game thủ màu 2 gà. Rất từ tốn và chậm rãi nhưng có vẻ Mark C bên phía FC Barcelona đã đâm mi khá thành công rồi, điểm số đang rất cao. Vâng, như vậy là anh đã gọi hội. Admin bên phía FC Barcelona đã bắt đầu công vào nhà, vâng sang cứu nhà cho game thủ Defeat. Những con cung R Egypt đứng sừng sững ở giữa nhà A của game thủ Defeat. Defeat sẽ dễ dàng hơn trong việc thủ nhà và cơ cấu lại nhà cửa. Vâng, timeline bây giờ đã là 49/80, từ tốn và chậm rãi. Còn đây là Roman tham 42/56, lên đời cực muộn nhưng Lưu Hương bây giờ đang gây rất nhiều khó khăn cho game thủ màu vàng SS. Khi mà ở nhà màu vàng đã có những con Y Max C lao vào rồi. Vâng, còn đây là bãi vàng của Binh Kiên. Phải chăng Binh Kiên trận này cầm, vâng cầm gì đây? Nhà đó dường như là Pan rồi. Vâng, còn đây là 84/96 của game thủ màu 6, đó chính là Admin FC Barcelona. Vậy kịp không? Vâng, lóng ngóng và anh không kịp. Bây giờ thì lạc đà đã bắt đầu tràn vào nhà của anh. Lạc đà Parmesan của Binh Kiên. Vâng, đảm bảo rằng là cả màu 8 game thủ cầm Max C cũng như là game thủ màu 6 Admin sẽ chết khá nhiều dân trong trận đấu này đây. Chúng ta cùng trở lại màn hình của Hitty. Lúc này tham của Hitty đang lên được 59/88. Vẫn đang phải thủ nhà, chưa có gì là manh động hơn cả. Anh vẫn đang từ tốn và chậm rãi thủ nhà và phát triển to. Tham 62/88. Vâng, thực ra thì bây giờ Egypt và Hitty chỉ có việc ở nhà thủ nhà thôi. Nhiệm vụ đi công nhà gần như thuộc về game thủ cầm Max C. Vâng, anh đâm bi xuất sắc thì chẳng có việc gì phải xoắn nữa cả. Lúc này thì dường như game thủ màu 5 và màu 6, hai game thủ của Barcelona cầm Hitty và Egypt đang công lên nhà của màu vàng. Vâng, triệt hạ nốt nhà màu vàng, thế là xong. Tôi thấy các nhà bên phía bang siêu nhân đã bị bùng bét hoàn toàn bởi Y Max C rồi. Vâng, Y Max C đông như quân nguyên. Các bạn có thể thấy ngay từ lúc ban đầu, game thủ Defeat đã bơm khoảng 600 thực cho Max C chảy Y. Vâng, quá lợi thế. Trong khi Parmesan hay là các game thủ bên phía ba siêu nhân cứ gặp Max Y Max C lại nằm xuống thôi, không có cửa bật. Vâng, bây giờ thì đã lên được cung A. Màu vàng dường như là Babylon đã lên được cung A. Nếu mà là Egypt thì, vâng xin lỗi các bạn, nếu là Hitty thì không có cung A rồi. Đây là cung Babylon.
Vâng, lên cung A nhưng bị cả ba nhà hấp diện tập thể như thế này thì tôi đảm bảo rằng Bang Siêu Nhân sẽ phải chịu thua trận đấu thứ hai thôi. Ở trận đấu đầu ra quân thì rất đen đủi cho Bang Siêu Nhân đã phải gặp ngay ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, đó chính là FC Barcelona. Vâng, như vậy là S đã ghi sai, tỷ số là 2-0 cho FC Barcelona. Như vậy là ở một trận đấu khác thì MU đã giành chiến thắng trước Gran Piano với tỷ số 2-1 và Arsenal xuất sắc vượt qua F4 với tỷ số 2-0. Kết quả sẽ được cập nhật trên topic của trực tiếp diễn đàn gametv.vn.